Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Burnley đã khởi đầu một cách đầy hưng phấn trong cuộc tiếp đón West Ham. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những pha bóng tấn công từ hai biên để tận dụng chiều cao và khả năng không chiến của bộ đôi tiền đạo Redwood cũng như Jairus Rivu. Thế nhưng, đây là một hiệp đấu mà hàng công Burnley đã tỏ ra kém duyên và những tình huống dứt điểm đều không thể gây bất ngờ với Fabian Kiev. Ở phía đối diện, thủ thành Đức Bome cũng có một hiệp đấu khá ấn tượng với nhiều pha cản phá xuất thần khi West Ham tìm lại được thế chủ động trong những phút còn lại của hiệp 1. Đó là lý do khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi trong sự tiếc nuối của cầu thủ đôi bên. Bước sang hiệp 2, Burnley đã chủ động chơi tấn công mạnh mẽ hơn và đẩy West Ham vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, đây vẫn là một trận đấu chứng kiến sự vô duyên của hàng công đội chủ nhà dù huấn luyện viên Cindy Ter đã tạo ra nhiều sự thay đổi về lực lượng. Ở phía đối diện, West Ham lại tạo ra những pha phản công nhanh khá nguy hiểm nhưng đây không phải ngày mà tiền đạo chủ lực Antonio có duyên trước khung thành đối phương. Trong khi đó, thủ thành Đức Bome lại chơi như lên đồng để từ chối rất nhiều tình huống bắn phá của West Ham. Trận đấu vì thế đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số chung cuộc, Burnley 0-0 West Ham. Đội hình xuất phát: Burnley, Bobe, Loughton, Mi, Takoki, Gudmundsson, Taylor, Westwood, Cor, Ney, Wood, Rodrigo. West Ham: Fabian Kiev, Dost, Dawson, Calvan, Masuaku, Rice, Southgate, Lanzini, Benrahma, Bowen, Antono. Thông số trận đấu: Burnley West Ham xuất khung thành 1-3, thời gian kiểm soát bóng 41%, 59% phạm lỗi 13, 11 thẻ vàng, 21 thẻ đỏ, 0-0 diệt dị 1-1 phạt góc 6, 14 cứu thua 3-1.